Chào các con, cô Hoàng Vân rất vui mừng chào đón các con đến với bài học trang số 18. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các con một nốt nhạc mới đấy, ở khóa son. Và chúng ta sẽ học bài Mary Had a Little Lamb. Bây giờ chúng mình sẽ đọc nốt nhạc và chúng ta quan sát màn hình nhé. Trước tiên thì cô sẽ hướng dẫn cho các con nốt mới chúng ta sẽ được học, đó là nốt mi, ký hiệu là chữ Y. Còn nốt Do Re thì chúng ta đã được học trước đó rồi. Thì nốt mi được viết ở khóa son này với dòng đầu tiên nhé. Được viết trên dòng đầu tiên đấy các con. Và nốt mi thì cũng có nốt mi trắng, mi đen, mi tròn. Thế thì ở trong bài này có những nốt mi gì? Bây giờ chúng mình cùng đọc nhé. Nhịp 4-4 thì chúng ta sẽ lấy nhịp đều giống như là những bài trước là 4 phách. Chúng ta đọc hai lần như vậy và chúng ta mới bắt đầu gọi tên nốt nhé. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các con phần tên nốt của bản nhạc này. 1 2 3 4 1 2 3 4 mi re do re mi 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 hai re 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 hai mi 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 hai mi re do re mi 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 do re re mi re do 3, 4. Đó là phần nốt nhạc của bài học trang số 18. Bây giờ thì các con cùng quan sát, cô sẽ hướng dẫn cho các con cách chơi ở trên phím đàn nhé. Đối với bài Mary Had a Little Lamb thì chúng ta chỉ cần chơi khóa son tay phải thôi. Tay trái được nghỉ ngơi. Và bây giờ tay phải thì các con sẽ chơi 3 phím, là phím mi, phím re và phím đô, bằng 3 ngón tay. 3, 2, 1. Bây giờ cô sẽ làm mẫu cho các con từ đầu đến cuối nhé. Nhịp 4-4, chúng ta sẽ đếm 4 phách đầu tiên. 1, 2, 3, 4. Mi, re, do, re, mi, 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 hai. Re, 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 hai. Mi, 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 hai. Mi, re, do, re, mi, 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 do. Bây giờ thì cô sẽ chơi mẫu với nhạc tốc độ chậm và tốc độ nhanh, các con cùng nghe nhé. Một, hai, ba, bốn. Ở chỗ cuối của lần 1 các con đếm đô 2, 3, 4 và chúng ta quay lại từ đầu nhé. Bây giờ cô sẽ làm ở tốc độ nhanh hơn. 18 Mary Had a Little Lamb. Các con luyện tập bài này lưu ý về khung ngón tay, nhấc ngón tay lên và chúng ta gõ xuống dứt khoát nhé. Rồi chúng ta lại lưu ý tiếp cho cô về vị trí nốt nhạc được viết ở khóa son với các nốt mới là nốt mi, và chúng ta đã học các nốt đô rê ở các bài trước rồi thì chúng ta ôn lại. Và một điểm nữa là chúng ta lưu ý về phím đàn, ở trên phím chúng ta xác định đúng quãng ở giữa trung tâm này và phản xạ giữa phím mi xuống phím re xuống phím đô thật dứt khoát và mau lẹ nhé. Cô chúc các con luyện tập bản nhạc này thành công. Chào tạm biệt các con. Hẹn gặp lại ở bài học tiếp theo nhé.